Chị ơi, cho em thêm gánh nữa nhá. Thời tiết mưa gió lạnh thế. Anh Bốn khôn đốn ơi, vào đây em bảo. Mai tai quái, em họ của Xanh Sang Chảnh lại gọi mình á. Mai tai quái à, em gọi anh có việc gì đấy? Em đang ăn này, anh có ăn không? Đây là cái gì vậy? Cái này là phô mai que mà, phô mai que ở quán này nổi tiếng lắm. Đây anh ăn đi. Em mời anh thật á. Quán này miễn phí mà, anh ăn đi, không ăn thôi. Quán này miễn phí thật hả em? Thì em bảo nó miễn phí là miễn phí sao? Anh ăn đi mà. Cảm ơn em đã gọi anh vào ăn cùng. Chứ sao nữa, đây là món yêu thích của em mà. Nãy giờ em ăn nhiều thôi, anh cứ gọi ăn đi, em về trước đây. Bye bye, ăn vui vẻ nha. Đúng là đồ bốn còn đồ ngu ngốc. Bao nhiêu là đồ ăn ở đây mà được miễn phí. Bà chủ ở đây tốt thật đấy. Mình sẽ ăn thật là ngon, thật là nhiều. Không bỏ cái công miễn phí. Ngon quá. Cháu ơi, có ăn thêm cái gì không để cô lấy thêm cho? Dạ, cháu có ạ, cho cháu thêm cái này. À, thế ạ? Ừ, thêm phô mai que nhá. Đợi tí, cô vào cô dán thêm 20 cái nữa nhá, đợi cô. Vâng, ngon lắm cô ạ, cô làm món này ngon thật đấy. Ngon quá. Đi về thôi, không mẹ đợi. Đứng lại, đứng lại. Sao thế ạ? Có việc gì hả cô? Cái thằng bé này. Ăn xong rồi lại đi về thế à? Trả tiền cho cô đây. Thế mày ăn uống từ nãy đến giờ mà mày ăn cả 10 cái phô mai que của cô. Mày ăn hết một đĩa khoai lang mà mày không trả tiền à? Dạ. Cháu tưởng là cái hôm nay ở đây được ăn miễn phí chứ. Sao lại mất tiền? Miễn phí cái gì mày miễn phí? Cô rảnh quá nên cô làm ăn cho chúng mày ăn miễn phí à? Nhưng mà em mai tay quái, lúc nãy em ý bảo cháu ăn miễn phí. Em ngồi đây này. Thôi, bé tí mà đã biết nói dối rồi. Không có ai ở đây mà vào ăn miễn phí hết, nghe chưa? Thế à? Bây giờ, cô mai que 6.000 một cái. Mày ăn 10 cái là 60.000 của cô. 2 đĩa khoai, mỗi đĩa 20.000 là 100.000 tròn. Đưa 100.000 đấy. Cháu làm sao lấy đâu ra nhiều tiền thế được? Hôm nay cháu chỉ còn thừa có 1.000 thôi. Cô cầm đỡ 1.000 được không ạ? Có sở hơi à? 1.000 mà ngồi đây ăn như thúng rồi thế à? Bố mẹ đâu? Đưa số điện thoại bố mẹ đây. Cô gọi về cho bố mẹ không, nhanh. Bố mẹ cháu sẽ mắng cháu mất. Hay cô có thuê giúp việc cháu sẽ rửa bát, lau dọn quán cho cô được không? Không được. Cô sẽ gọi điện báo công an. Xong rồi công an sẽ đưa mày về nhà. Hôm nay mà không gọi được ai đến đây trả tiền thì đừng hòng mà đi về. Cô ơi, cô có điện thoại không cho cháu mượn? Cháu gọi cho bạn cháu ạ. À, đấy. Thế thì lẽ giờ không gọi luôn đi, để cô phải nói hết cả hơi. Nào, số điện thoại bao nhiêu? Alo, ai đây ạ? Xanh Xanh Chảnh ơi, tớ là bốn khốn đốn đây. Tớ bị người ta bắt rồi. Bốn khốn đốn, cậu có bị sao không? Ai bắt cậu vậy? Cô ơi, tiền chuộc cháu là bao nhiêu ạ? Tiền chuộc nào? 100.000. 100.000 cậu ạ. Mau mau mang 100.000 đến đây thì tôi giao người. Không có gì, đừng hòng mà nhìn thì nó trở về, nhớ chưa? Cậu giúp tớ với. Các anh gọi em đến đây có việc gì? Tại sao em lại nói dối anh là được đấy ở đấy được ăn miễn phí? Rõ ràng là mất tiền mà. Đúng thế. Sao em lại làm như thế với bố khốn đốn? Anh biết thừa là em cố tình nhá. Đáng đời cái đợt ngốc nghếch. Lê 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 lê.
Thì em nói thế anh chẳng tin thì sao? Mà anh lại còn chưa được ăn món đấy bao giờ nữa. Mai tai quá. Anh sẽ về mách bố mẹ em, sẽ mách với ông bà, mách với bố mẹ, mách với tất cả mọi người. Anh sẽ còn báo với cô giáo, báo với nhà trường của em luôn. Thôi, thôi em xin lỗi mà. Em xin lỗi anh bồn khốn đốn, lần sau em sẽ không trêu đùa như thế nữa đâu. Không những như thế, mà theo anh nghĩ em sẽ phải chuộc lỗi bằng cách là làm tặng cho anh bố khốn đốn một chiếc phô mai que một tiếng đi. Anh sẽ làm phô mai que một phút. Chào các bạn, sau đây sẽ là phần làm phô mai que một phút của tớ. Và phô mai que một phút của tớ đó chính là một loại phô mai que đặc biệt nhá, phô mai que ăn liền. Đây các bạn thấy không, chỉ cần mất một phút các bạn lấy phô mai que ra và cuối cùng là ăn luôn thôi. Phô mai que một phút của mình nó ăn vẫn rất là ngon. Phô mai que ăn liền. Yeah, chào mừng các bạn đã đến với phần thi là phô mai que trong vòng 10 phút của mình. Trong vòng 10 phút mình sẽ làm một cái phô mai que giống hệt như người ngoài hàng luôn. Hôm nay nguyên liệu của mình thì có phô mai nè, Thanh Sang Chảnh đã chuẩn bị cho mình. Có bột chiên giòn, bột chiên xù và một quả trứng. Sau đó thì mình sẽ cắt phô mai, một miếng phô mai to này ra những miếng nhỏ hơn. Cắt theo tùy theo cái kích cỡ mà mình muốn. Trong lúc đợi dầu sôi thì mình sẽ tiến hành làm những lớp áo cho phô mai que nhá. Đầu tiên là sẽ nhúng cái miếng phô mai vào trứng. Sau đó mình sẽ nhúng qua lớp bột chiên xù, chiên giòn. Nhúng qua lớp bột chiên giòn, sau đó lại nhúng ngược vào trứng. Thật nhanh tay. Sau đó thì mình sẽ cho qua lớp bột chiên xù. Đấy, bây giờ mình lại cho vào chảo. Tiếp tục làm sang cái tiếp theo. Ok, như vậy là trong vòng 10 phút mình đã làm được 3 cái phô mai que cực kỳ ngon này các bạn. Nhưng mà bởi vì mình làm gấp quá, mình vừa làm việc nọ, mình vừa làm việc kia nên mình không để ý là nó có hơi cháy và hơi xấu một chút. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó có ngon không nhá. Bởi vì ngon mới là quan trọng mà. Ôi, anh sợ được luôn. Bên trong phô mai rất là dẻo. Mình ăn nha. Ngon dã man. Bình hề luôn. Là ngon hơn ở ngoài quán. Bởi vì ngoài quán không thể làm chất lượng mà mình làm được, bởi mình làm cho rất là nhiều trứng. Sau đây là phần thử thách làm phô mai một tiếng của mình. Nguyên liệu của mình gồm có bột chiên xù, chiên giòn và đặc biệt là một tảng phô mai nặng 2,5 cân các bạn ạ. Trời ơi, to lắm. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra thành một miếng phô mai khổng lồ vừa ăn thôi. Chứ những này to quá, ăn nào được hết. Mà chẳng ăn nổi vừa mồm ấy. Nó to quá các bạn ạ. Một tảng luôn ý. Mình sẽ dùng một tảng chỗ này, theo được tầm 500g gì đấy. Thế này đủ to rồi, chứ chưa quán nào bán cái phô mai que nó to như này đâu. Bây giờ mình sẽ đổ bột chiên giòn với bột chiên xù ra đĩa nha. Bây giờ mình sẽ thực hiện các bước là sẽ làm các lớp áo cho chiếc phô mai que khổng lồ này. Các bạn phải làm nhanh lên để không cho trứng nó chảy xuống, để còn cho nó dính các lớp bột vào. Bây giờ các bạn sẽ cho qua lớp bột chiên giòn nhá. Xong rồi các bạn cho thêm một lớp trứng nữa các bạn nha. Thật nhanh tay luôn. Xong cho vào lớp chiên xù nhanh tay luôn này. Dầu sôi rồi các bạn, bây giờ mình sẽ thả phô mai que vào. Bây giờ mình phải ngồi đợi các bạn ạ, mình phải canh nó, không nó sẽ bị cháy mất. Nói chung phô mai này dễ cháy lắm nên cứ thế các bạn đúng không ạ, phải luôn luôn bên cạnh nó nha. 9 giờ các bạn ơi, mình sẽ lật này. Thật là nhẹ nhàng thôi này. Yeah, vậy là mình đã hoàn thành rồi các bạn, bây giờ mình sẽ vớt ra nha. Wow. Mai tao quá hôm nay giỏi ghê luôn. Làm được hẳn cái phô mai que khổng lồ. Các anh thấy ngon không? Ngon tuyệt luôn cậu ạ. Nhưng mà tại vì nó to quá hay sao bên trong nó vẫn chưa chảy lắm. Ờ, nó chảy lớp bên ngoài. Nhưng mà vẫn cả ngon. Các bạn ơi, các bạn hãy bình chọn cho loại phô mai que mà các bạn thích nhất nhá. Một phút, 10 phút hay 1 tiếng, bình luận dưới chúng tôi biết nhá.
Còn video của chúng tôi đã kết thúc tại đây rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.